Minna san konnichiwa, đây là Japan Loan desu. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký cái wifi của nhà mạng Shopee nhá. Vì hôm nay thì cái đối tượng người xem thì hầu như là sẽ là người Việt Nam nên mình sẽ nói bằng tiếng Việt nha. Thì vì là mình cũng mới chuyển nhà nên là có rất là nhiều những cái thủ tục mà mình phải làm. Thì gần đây thì mình cũng có đăng ký cái mạng wifi ấy. Đầu tiên mình cũng định đăng ký cái mạng wifi có dây cơ, nhưng mà vì là cái thủ tục với lại là vì là mình đi làm mình không có thời gian ở nhà ngày bình thường, khi mà họ đến họ lắp đặt ấy thì mình không có thời gian. Vì thế là mình đã chọn cách cái đăng ký cái wifi nào mà nó tiện nhất ấy. Thì và sau khi mà tìm hiểu ấy thì mình đã tìm ra được một cái wifi mà và mình đã đăng ký rất là đơn giản. Vì thế nên là hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người cái cách đăng ký cái wifi này. Và mình nghĩ là cái wifi này rất là nhiều người đang dùng. Hai, kyō desu ne. Kono wifi no. Cái cách đăng ký wifi này thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách đăng ký nhé. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy, rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần không cần phải lắp đặt gì cả, họ sẽ gửi cho mình cái hộp này đến và mình chỉ cần cắm điện vào là mình có thể dùng được nhá. Thì hiện tại cái wifi này mình đang dùng là dùng của nhà mạng Shopee nhá. Thì mọi thủ tục ấy, mình không cần phải đến cửa hàng của họ cả và mình chỉ làm trên mạng thôi và họ gửi đến cho mình chỉ việc dùng thôi. Ok, vậy thì khi mà các bạn đăng ký trên mạng nhá thì các bạn có thể đăng ký trên máy tính này hoặc là trên điện thoại này. Thì mình đăng ký là trên điện thoại nhá. Thì và trên các bạn trên điện thoại nhá. Các bạn vào mạng nhá. Các bạn vào trên web này. Đấy, thì hôm nay mình đã để sẵn cái trang địa chỉ web của nó ở đây rồi. Thì các bạn chỉ cần gõ vào cái shopbank.jp. Đấy. Thì các bạn gõ vào đây nhá thì nó sẽ có ngay cái trang chủ của nhà mạng Shopbank này. Đấy. Thì mọi người thấy ngay nhá. Thấy ngay ở trên đầu ấy thì bây giờ nó đang có khuyến mại, thì ngay ở trên đầu nó có luôn một cái hình ảnh về giới thiệu về cái wifi này. Thì Việt Nam mình mọi người hay gọi nó là wifi con chó đúng không? Ừ. Thì mọi người để ý này, nó đang có rất là khuyến mại rất là đặc biệt nhá. Cái wifi này này thì bình thường một tháng thì sẽ là 4 sen 880 yên đúng không? Nhưng mà bây giờ thì nó đang được giảm giá, thì một cước hàng tháng của nó chỉ còn có lại là 2 sen 880 yên thôi. Và đặc biệt là cái dịch vụ này này, cái khuyến mại này chỉ dùng cho những người mà dưới 25 tuổi, vì hầu hết là các bạn bây giờ đều là sinh viên, đều là du học sinh đúng không, nên là dưới 25 tuổi thì các bạn có thể đăng ký cái này được nhá. Và đặc biệt là bây giờ thì hầu như là các trường đại học ấy, vì là corona nên hầu như các trường đại học thì sẽ phải học trên học online đúng không, nên là cái việc mà có mạng ấy để học thì rất là quan trọng. Nên là vì thế các bạn cái này các bạn đăng ký rất là nhanh thôi, các bạn đăng ký khoảng tầm 1 tuần là các bạn có thể nhận được cái này rồi nhá. Họ gửi về trực tiếp cho địa chỉ nhà của mình không phải đi đâu lấy cả đấy. Mà đặc biệt là nó đang rất là ưu đãi này, mọi người nhìn nhá, cái này ưu đãi này được sử dụng trong vòng 36 tháng, đó là trong vòng 3 năm nhá. Mỗi tháng các bạn chỉ phải đóng có 2 sen 880 yên thôi, mà cái cước cái dung lượng mà các bạn dùng ấy là full dung lượng nhá, full data nhá. Thì đơn giản đúng không? Thì mọi người để ý này, ở đây nhá sẽ có một cái là smartphone kantan moshikomu. Đấy, thì các bạn ấn vào đây. Rồi, trong này bắt đầu thì các bạn sẽ thực hiện cái thao tác đăng ký ở trong này nhé. Thì họ hỏi là các bạn là có đang sử dụng là iPhone no smartphone, có sẵn sử dụng cái mạng 3G, cái mạng của nhà điện thoại, có đang sử dụng cái mạng Shopbank không? Thì mình không dùng nha, mình đang sử dụng của Docomo. Thì mình ấn là yes. Tiếp theo có một câu hỏi tiếp theo là bây giờ thì ở nhà mình thì có đang dùng cái internet hay không? Thì mình cũng không đúng không? Thì mình ấn yes. Xong mình ấn tiếp theo này, chiki yes. Đấy. Tiếp theo nhá, thì nó sẽ hiện lên như này này. Thì các bạn sẽ bây giờ thì trong đây nhá, các bạn sẽ nhập cái địa chỉ của các bạn vào đây. Jibin Kyoku này, Tobaso. Mình nhập địa chỉ của mình nhá. Đây, mình nhập địa chỉ của mình xong thì nó sẽ hiện ra là địa chỉ là bao nhiêu các thứ đấy. Thì các bạn sẽ đăng ký ở trên đây. Tất cả các cái thông tin này. Ví dụ như là nhà bạn ở nhà nào này, tầng mấy này, đăng ký xong apato no tên, cái tên của apato đấy nhá. Đăng ký xong, ví dụ mình sẽ làm nhá. Ok, sau khi mà mọi người nhập xong cái địa chỉ nhà của mình rồi thì mình bắt đầu sang cái bước tiếp theo. Bước tiếp theo là các bạn sẽ phải đăng ký này, ví dụ như là tên của mình này. Đấy. Tên bằng katakana này, giới tính là nam hay là nữ này, xong là ngày tháng năm sinh này. Xong sang cái tiếp theo là ngày tháng năm sinh nhá. Đấy, tiếp theo là số điện thoại này hoặc là địa chỉ này. Thì các bạn sẽ phải ghi cái số điện thoại ở đây vì họ sẽ liên lạc với các bạn vào cái số điện thoại này nhá. Sau khi mà các bạn đăng ký xong hết cái thông tin ở đây ấy, các bạn gửi đi ấy, thì sẽ có một cuộc điện thoại từ nhà mạng, họ gọi điện cho các bạn.
Vậy thì cái cuộc điện thoại này nội dung của nó sẽ là gồm có những cái gì? Thì nội dung của họ ấy thì sẽ xác nhận lại là à bạn vừa đăng ký như này đúng không? Cái thông tin của bạn có đúng hay không? Và cái địa chỉ của bạn đăng ký này này có đúng với cái địa chỉ mà các bạn đăng ký ở trên cái thẻ thẻ cai của các bạn hay không? Hay như thế nào? Thì họ cũng sẽ gọi điện họ xác nhận lại cho các bạn cái đấy phần đấy nhá. Thì các bạn khi mà có điện thoại đến ấy thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình thứ nhất là thẻ gai này. Thứ hai là passport này, họ sẽ hỏi cả cái mã của passport. Đấy. Sau đó thì là cái số điện thoại để liên hệ này. Thì họ sẽ làm cái thủ tục liên hệ cho các bạn. Khi mà làm được cái thủ tục đấy thì có một cái cách còn một cái vấn đề nữa, đó là cái vấn đề mà trả tiền. Thì các bạn sẽ trả tiền như thế nào? Họ sẽ gửi cái giấy về hàng tháng để các bạn ra Combini các bạn trả tiền, hay là các bạn sẽ trừ thẳng trừ vào trong cái tài khoản ngân hàng. Thì vì mình là mình không có thời gian để đi ra Combini để trả thanh toán, thế nên là mình đã đọc cho họ luôn cái mã cái tài khoản ngân hàng của mình ấy, để hàng tháng ấy, họ sẽ trừ tiền vào đấy thôi. Mỗi tháng khoảng tầm 2.880 yên đấy thì họ sẽ trừ luôn vào đấy, thì mình không phải mất công mình đi trả nữa. Và cái wifi này thì các bạn sẽ có thể dùng sau khi các bạn đăng ký xong nhá. Sau khi các bạn đăng ký xong thì họ gọi điện xong này, thì khoảng tầm 1 tuần thì họ sẽ gửi về tận nơi cho các bạn. Và các bạn chỉ việc dùng thôi. Cái này đặc biệt của cái này là ví dụ như là cái này nó không liên quan, ví dụ như là cái thẻ gai của các bạn ấy còn thời hạn khoảng tầm 1 tháng, 2 tháng thôi, các bạn vẫn có thể đăng ký được nhá. Vẫn có thể đăng ký được và rất là đơn giản thôi, chỉ cần làm cái thao tác như thế, và sau khi đó thì sẽ có một cuộc điện thoại đến cho các bạn xác nhận lại thông tin này, với lại là xác nhận lại cái hình thức thanh toán. Sau khi mà làm xong tất cả các thủ tục thì chúng ta chỉ việc ngồi ở nhà và chờ họ gửi đến và chúng ta dùng thôi. Đấy, thì còn một cái điều lưu ý của mọi người nữa nhé. Thì cái khuyến mại này nó đang giảm giá này thì sẽ được kéo dài đến 36 tháng. Và cái hợp đồng của các bạn sẽ phải là hợp đồng trong vòng 2 năm. Các bạn phải sử dụng trong nó trong vòng 2 năm. Nếu mà chưa đủ 2 năm ấy mà các bạn cắt hợp đồng thì các bạn phải bồi thường số tiền là 9.500 yên. Nhưng mà mình nghĩ là vì là các bạn đang đi học đi làm ở đây thì các bạn dùng cái này thì cũng khá là tiện thôi, chỉ đi em đi đâu cắm đều có thể sử dụng được, rất là tiện, mình nghĩ là như thế. Thì đây cũng là một cái gợi ý của mình, cái gợi ý của mình. Nếu như các bạn ví dụ như các bạn trong cái quá trình mà các bạn đăng ký ấy, các bạn gặp cái vấn đề gì khó khăn, các bạn không hiểu ấy, các bạn có thể comment ở dưới nhá, hoặc là gửi tin nhắn cho mình sẽ hỗ trợ các bạn. Thì vì sao mà mình muốn giới thiệu với các bạn? Vì đợt trước thì có một lần mình cũng đã đăng ký cái wifi cầm tay mà được quảng cáo rất là nhiều ở trên Facebook ấy, nhưng mà thực sự ấy mình đăng ký cái wifi cầm tay đấy là mình đăng ký là cái gói free data ấy, nhưng mà mình chỉ dùng được từ đầu tháng cho đến khoảng tầm ngày 20 thì là mạng nó không chạy được nữa rồi, nó rất là chậm và không thể load được luôn, cả ngay cả đến load đọc báo hay là Facebook cũng không thể load được, mà trong khi cái lúc đấy thì là phải học trên mạng ấy, nên là rất là cua ma đi mát sự. Thế nên là mình đã tìm hiểu và mình đã đăng ký cái này và mình dùng dùng thử thì thấy rất là ok, nên là mình muốn giới thiệu cho các bạn. Thì mình nghĩ ấy, theo cái mình nghĩ ấy, thì mọi người khi mà mọi người đến Nhật ấy thì mọi để nói chung là những cái gì mà mọi người có thể làm được ấy thì mọi người hãy tự mình làm, mình không nên nhờ người khác. Vì thứ nhất là mình tự làm, tự mình làm mình có thể có thêm những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Và thứ hai thì để tránh những cái trường hợp mà lừa đảo không mong muốn, mình không nói là tất cả là như thế, nhưng mà có những trường hợp mà đăng ký mạng mà nó có xảy ra những cái chuyện mà không hay ấy, thế nên là mình nghĩ là mọi người hãy tự mày mò làm như thế này thì mình sẽ có thêm những cái kinh nghiệm. Còn nếu như trong quá trình mà mọi người làm mà có cái vấn đề gì mà mọi người còn gặp khó khăn ấy thì mọi người có thể comment ở phía dưới nhé, mình sẽ nếu mà có thể mình sẽ hỗ trợ mọi người. Ok, nếu như mà cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình nhé. Nếu như mà cái video này mà cảm thấy là có ích cho mọi người thì mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách là ấn nút like hoặc là đăng ký kênh cho mình nhé. Và video tiếp theo nhé, hứa hẹn với mọi người ở cái video tiếp theo mình sẽ làm một cái nội dung rất rất là thú vị cho mọi người. Đó là mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách gửi hàng về Việt Nam làm sao để đảm bảo an toàn nhất và cái chi phí hợp lý nhất, không phải qua những cái khâu trung gian nào cả. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh của mình và theo dõi những video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye.